Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi hỏi như vậy thôi, chứ còn nếu một con cái chú nào chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh của chúng ta, thì người đó chắc chắn được phước. Amen. Sáng nay chúng ta có lời của Chúa, xin ta cùng nhau đến với Thư Tín Ê-phê-sô đoạn 3, câu 16 đến câu thứ 19. Xin mời Thánh Đồng đứng lên. Thư Tín Ê-phê-sô đoạn 3, câu 16 đến câu thứ 19. Xin mời Thánh Ta Đồng đứng lên và xin lắng nghe tôi tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 3, câu 16, câu 19. Và tôi xin đọc theo bản Nhuận Chánh. Kinh Thánh thì có rất nhiều bản dịch. Và chúng ta được quyền để tra cứu những bản dịch khác nhau. Để thấy có những bản dịch dịch những từ, những ý tưởng một cách khác nhau. Và tôi muốn đọc bản Nhuận Chánh. Và chúng ta thấy có sự khác biệt trong bản dịch cũ và ngay cả bản dịch hiệu đính so với phần đoạn Kinh Thánh này. Với bản Nhuận Chánh thì tôi thích bản Nhuận Chánh hơn. Tôi xin đọc. Mà xin Ngài tùy sự giao có của vinh hiển Ngài, nhờ Thánh Linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong người bề trong, hầu cho Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, cốt để sau khi anh em đã chăm rễ lập nền trong sự yêu thương thì có thể cùng hết cả các thánh đồ hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của sự ấy là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ vốn vượt qua sự hiểu biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đây là những câu kinh thánh rất đặc biệt. Và bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Hỡi Đức Chúa Cha, danh của Ngài là Yahweh Elohim, Yahweh Sama, là Đức Chúa Trời đang ở đây với chúng con. Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Và bây giờ, chúng con sẽ đến giờ rất quan trọng. Giờ ngợi khen là chúng con đã khen ngợi Chúa, đã dùng lời ca tiếng hát và bằng cả tấm lòng khát khao Chúa của chúng con. Mà chúng con nói về Ngài. Chúng con bằng những ca từ chúng con chúc tán Ngài. Và bây giờ đến giờ, chúng con sẽ nghe lời từ nơi miệng của Ngài. Vì lời của Chúa cho chúng con biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện đây là giờ phút rất thiêng liêng, rất quan trọng. Vì cái đó mà ta nói với tất cả mọi dạng linh không đến từ Đức Chúa Trời, trong danh quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong thẩm quyền của Chúa Giê-xu đã ban cho ta, ta ra lệnh cột trói tất cả những tà linh kiêu ngạo, tà linh khiến dân sự phân tâm, tà linh có thể khiến dân sự lo lắng, mệt mỏi, linh nhạo báng, ta trói quyền lực các ngươi lại và ta trục xuất các ngươi phải ra khỏi nơi chốn này, bởi vì tụi bay không có phần gì ở nơi đây. Và ta cũng ra lệnh đạp đổ tất cả mọi đồn lũy tự cao trong tâm trí của dân sự Đức Chúa Trời, khiến dân sự có thể nổi dậy và chống lại sự biết lời của Đức Chúa Trời. Ta đáp đổ những đồn lũy đó xuống. Ta công bố rằng linh của dân sự Ngài, mọi người có mặt ở đây và những người đang theo dõi buổi nhóm lại của chúng con trên đường truyền Internet, họ cũng bị lời của Chúa bắt phục. Và chúng con sẽ làm, tôi sẽ là một học trò, một đầy tớ vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thì giờ thật là quý báu cái bản lời của Ngài cho chúng con. Con cầu nguyện xin linh của sự khôn ngoan, linh của sự thông sáng, linh của sự biết được ban cho mỗi một chúng con trong giờ này. Xin mở lỗ tai của chúng con, mở tâm trí của chúng con để chúng con nghe lời của Chúa và phải hiểu, nhờ Thánh Linh giúp đỡ để chúng con có kết quả cho Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa, vinh hiển thuộc về Ngài. Thánh Linh, chúng con tiếp tục nài mời Ngài
đồng hành với chúng con, chi phối con, đầy dẫy trên con. Con tạ ơn Chúa. Chúng con làm một và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh chúng ta đồng an toàn. Với bốn câu kinh thánh trong thư tín Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 16 đến câu 19 sẽ giúp đỡ chúng ta lẽ thật rất là quan trọng. Và với bốn câu kinh thánh này để chúng ta thấy tầm quan trọng của chủ đề mà Chủ nhật vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ cho chúng ta. Và trên phong màn trong phòng nhóm này chúng ta vẫn còn để câu khẩu hiệu đó, câu tuyên ngôn đó, đó là tôi tin Đức Thánh Linh. Amen. Như tôi nói, đây là câu được trích ra từ bản tín điều các sứ đồ, hay là bản xác nhận, xác chứng đức tin của những người theo Chúa Giêsu. Và biết rằng Đức Thánh Linh rất rất là quan trọng. Ngài quan trọng vô cùng. Và Chúa Giêsu đã từng nói ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi, có nghĩa là Đức Thánh Linh, không được sai đến. Và nếu ta đi thì Ngài được sai đến. Amen. Và rồi Đức Thánh Linh được sai đến để làm gì? Để an ủi chúng ta, để binh vực chúng ta, để làm một đấng dẫn dắt chúng ta. Amen. Tôi rất cần sự dẫn dắt của Ngài. Dù tôi năm nay 58 tuổi, hầu với Chúa trên 37 năm. Nhưng không phải vì một cái số thời gian rất là nhỏ nhoi đó, 37 năm, mà tôi nói rằng tôi không cần Ngài dẫn dắt. Đến ngày hôm nay và mãi mãi, tôi cần Đức Thánh Linh dẫn dắt. Chúa cho tôi được hầu vì Chúa nhiều lần, nhiều mọi lúc, mọi nơi khác nhau. Nhưng không phải vì cái đó mà tôi kiêu ngạo và không cầu nguyện để đứng lên và cứ nói. Thật là đáng buồn, có nhiều người khi bắt đầu giảng được rồi, giảng dĩ rồi, thì họ không còn tin Đức Thánh Linh nữa. Họ không còn nhờ cậy Đức Thánh Linh nữa. Họ không còn lệ thuộc Ngài nữa. Họ bắt đầu lệ thuộc chính họ. Họ bắt đầu khoe khoang về bằng cấp, về chứng chỉ, về học vị của họ. Và hỡi Hội Thánh của Chúa, với bốn công thánh này, Đức Thánh Linh cho tôi một cái chủ đề, đó là Đức Thánh Linh làm chúng ta mạnh mẽ. Ở đây với chủ đề này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh đóng một vai trò quan trọng vô cùng cho những người theo Chúa trên đất này. Bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Tôi có những lúc cũng yếu đuối như anh em. Sứ đồ Phaolô là một con người, một đầy tớ của Chúa, một sứ đồ. Và với thời điểm của ông, các tín hữu và ngay cả những người không biết Chúa đều gọi ông là ông Thánh Sống. Ông đã từng tuyên bố rằng có ai yếu đuối mà tôi lại không yếu đuối ư? Anh em, khi tôi đọc câu kinh thánh này, Đức Thánh Linh của sự đồng cảm giúp tôi hiểu ra một điều. Những người đầy ơn cỡ nào đi nữa, người được sức giàu như thế nào đi nữa, họ đã làm nhiều phép lạ như thế nào đi nữa, thì cũng có những giây phút họ yếu đuối. Họ yếu. Ta tôi nghe chị amen. Họ yếu. Thế thì tôi và anh em, ai trong chúng ta cũng thừa nhận rằng mình yếu đuối. Và rồi điều gì? Đặc biệt đó là khi những anh em sa ngã, khi những anh em bắt đầu rời bỏ sự kêu gọi của Chúa, khi những anh em không cầu nguyện nổi, không đọc kinh thánh, và đến cực độ đó là chối bỏ Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống mình, và chúng ta bắt đầu hỏi họ tại sao bạn yếu đuối. Người chồng có thể hỏi vợ rằng tại sao em yếu đuối, thì ta sẽ nghe một câu trả lời, đó là gì? Bởi vì em yếu đuối. Anh em, và rồi gì? 3 ngày sau, 1 tuần lễ sau trôi qua, người lãnh đạo, người thầy, người dẫn dắt chúng ta, người vợ, người chồng có thể hỏi ta một lần nữa rằng ủa, tại sao thấy em vẫn còn yếu đuối? Chúng ta nghe câu trả lời gì? Bởi vì em vẫn còn yếu đuối. Và thế chúng ta thấy điều gì xảy ra? Nó không dừng ở tại đó, và nó giúp ta bắt đầu trượt dài, phải không ạ? Trượt dài.
Có những người bắt đầu thích dành thời giờ coi tin tức. Có những người bắt đầu dành thời gian để tranh luận với người anh em có tên là Thích Minh Tuệ. Chúng ta không cần phải nói điều đó. Amen. Đối với tôi, chúng ta cần thời giờ để xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta mạnh mẽ. Amen. Đức Thánh Linh có một cái chức vụ rất là quan trọng đối với con cái của Chúa, nhưng 99% con cái Chúa không hề hay biết. Đó là chức vụ gì? Rô-ma đoạn 8 câu 26, đó là chính Đức Thánh Linh giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Như tôi nói, 99% những người nói mình là cơ đốc nhân đã không biết về chức vụ của Đức Thánh Linh. Ngài là đấng giúp đỡ cho sự yếu đuối của tôi. Amen. Anh em, tôi không tài giỏi đâu. Tôi cũng có những lúc đầy dạy Đức Thánh Linh. Và có những lúc tôi đã không nhờ cậy Ngài và tôi đã đầy dạy xác thịt. Có những lúc tôi ở trong sự diện ngập tràn với Ngài. Và có những giây phút, có những thời điểm tôi đã yếu đuối. Nhưng để tôi đứng đến ngày hôm nay được, để tôi vẫn giữ đời sống của mình được trong sự diện của Ngài, đó là bởi vì tôi biết Đức Thánh Linh là ai cho cuộc đời của tôi. Tôi biết Ngài là đấng giúp đỡ cho sự yếu đuối của chính tôi. Còn Hội Thánh Chúa thì sao? Có nhiều người, họ luôn luôn lấy sự yếu đuối của họ để bào chữa cho những lầm lỗi của họ. Có phải không ạ? Có những người lấy sự yếu đuối của mình để bào chữa rằng họ không đọc Kinh Thánh. Họ cố tình như vậy. Có nhiều người lấy sự yếu đuối của mình để tránh né sự ngợi khen thờ phượng, để tránh né sự kiêng ăn, để tránh né việc đọc Kinh Thánh, để tránh né đời sống kính sợ Ngài. Vì cái đó ma quỷ nó không sợ khi thấy chúng ta ngồi trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta đang ngồi trong hội thánh của Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng nó, nhưng nó không sợ ai đang ngồi đây cả. Nó chỉ sợ những con người biết chức vụ của Đức Thánh là đấng giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta, để ta bước ra khỏi sự yếu đuối và chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, bao nhiêu người đã thấy người học về Chúa yếu đuối rồi? Bao nhiêu người ở đây đã thấy người học về Chúa yếu đuối rồi? Họ yếu đuối mức chúng ta biết gì không? Họ có thể văn tục chữ thề. Họ có thể uống bia, uống rượu mỗi ngày. Họ có thể mua vé số. Họ có thể đánh lô đề. Họ có thể có hai vợ, ba vợ. Họ có thể ly dị vợ họ và lấy cô khác. Rồi lấy cô thứ nhì, họ ly dị cô thứ hai và lấy cô thứ ba. Bao nhiêu người thấy những người nhân sự đã từng yếu đuối? Đó là đến mức họ không còn cầm Kinh Thánh nữa, mà suốt ngày chỉ là cái điện thoại và cái thoại điện, phải không ạ? Có phải không? Họ không còn gần Chúa nữa, mà họ gần điện thoại, họ gần thoại điện, họ gần Facebook, họ gần Bookface, họ gần TV, họ gần những bộ phim của đời này. Họ gần những bài ca trữ tình của đời này. Và ta biết rằng ma quỷ nó đã giết tổ phụ loài người đầu tiên bằng cái gì? Bằng sự yếu đuối của Eva, đúng không ạ? Cho tôi nghe chị amen. Yếu đuối cái gì? Yếu đuối về cái ăn. Chúng ta thấy họ tham không? Đức Chúa Trời cho phép Adam, đó là ngươi được tự do ăn tất cả mọi thứ cây trong vườn, nhưng riêng cái cây trong giữa vườn đó, cây biết điều thiện và ác chớ hề ăn đến, vì một mai người ăn chắc sẽ chết, phải không? Có phải không? Anh em, con cái của Chúa ngày hôm nay cũng một điều ma quỷ đánh gục chúng ta, đó là cái ăn, miếng ăn. Điển hình như ngày hôm qua thầy Tú cứ vào mỗi tháng thì mua đồ bổ dưỡng cho anh em. Tôi thấy dường như anh em mừng lắm, vui lắm.
Tôi thấy mình tập trung vào đó. Cho đến khi nào anh em phải biết rằng mỗi một người đều có sự yếu đuối này. Amen. Tôi cũng là con người anh em. Tôi cũng là con người. Nhưng mà anh em biết gì? Tôi phải quyết định thắng được cái miếng ăn. Cho tôi nghe chứ. Amen. Bao nhiêu người làm chứng rằng tôi ở đây tôi thắng được điều đó. Tôi được quyền ra ngoài để ăn một bát phở. Tôi được quyền anh em. Tôi được quyền ra ngoài để ăn được một tô bún bò, phải không ạ? Nhưng anh em thấy, tôi vẫn ở trong trung tâm này. Ngày nào tôi lên, anh em ăn cái gì, tôi ăn cái đó, phải không? Như chiều hôm qua ta ăn mém thì tôi cũng ăn mém. Có phải không? Tôi không có gì là cao lương mỹ vị ở chỗ đó cả. Và ma quỷ, nó đã dùng sự yếu đuối, nó biết Eva là thêm ăn cái trái cây, biết điều thiện, điều ác đó. Và nó đã thắng, phải không ạ? Anh em, có những anh em như trong cách đây một ngày tại bàn ăn tôi đã cầu nguyện. Thức ăn đời này, thức ăn về thuộc thể, nuôi đời sống thuộc thể. Nhưng thức ăn thuộc thể không làm cho tâm linh của chúng ta mạnh mẽ. Cho tôi nghe chị amen. Anh em chỉ tôi 10 người, họ chỉ biết ăn, uống rồi ngủ nghỉ, không khác gì hơn. Thì tôi và nói anh em rằng người đó thuộc loại người như thế nào. Và khi anh em thấy một con người bắt đầu mạnh mẽ, thì người đó bỗng dưng coi cái ăn là chuyện nhỏ, phải không ạ? Không đặt nó là số 1 trong cuộc đời của chúng ta nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, amen. Không sao cả. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu là Adam thứ nhì. Khi Ngài bước vào trong trần gian, khi Ngài lớn lên đúng 30 tuổi, Ngài bước vào chức vụ, Ngài bước vào, Ngài phải thắng cái gì anh em? Ngài bước vào sự cám dỗ trước khi Ngài thi hành chức vụ. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Nếu là một người theo Chúa, nếu là một người học về Chúa, chúng ta không thắng sự cám dỗ về cái ăn, cái uống, về xác thịt, chúng ta sẽ không làm một người hầu vì Chúa được. Chúa Giê-xu trước khi Ngài giảng, Ngài bước vào sự cám dỗ. Và tại đó, cái sự cám dỗ đầu tiên mà Chúa Giê-xu gặp, đó là con quỷ cám dỗ này đã từng cám dỗ Eva. Đúng không? Nó đến nói gì? Nó đặt cái dấu nghi ngờ. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, phải không? Nó thách thức Chúa Giê-xu. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy biến đá này trở nên bánh đi. Có đúng như vậy không anh em? Tôi nói như vậy có đúng Kinh Thánh không? Nó đến nó cám dỗ Chúa Giê-xu về cái ăn. Và anh em hãy đặt thử vấn đề này. Nếu ngày hôm đó Chúa Giê-xu xuất chiêu, Chúa Giê-xu bày tỏ quyền năng Ngài, theo anh em này Ngài có thể khiến cục đá trở nên bánh không? Bao nhiêu người tin rằng đá đó sẽ trở nên bánh? Tôi tin Ngài làm được. Nhưng anh em hãy nhớ này, Ngài làm được nhưng Ngài không thể thi hành chức vụ được. Chắc tôi nghe chị amen. Ngài sẽ không bao giờ mở mắt cho người đuôi được. Ngài sẽ không bao giờ khiến kẻ câm nói được. Ngài sẽ không bao giờ khiến kẻ chết sống được. Ngài không bao giờ đuổi quỷ được. Bởi vì Ngài không thắng nó, làm sao Ngài đuổi? Anh em để đuổi quỷ hiệu quả thì tôi và hội thánh của Chúa phải thắng nó trong từng giây phút. Cho tôi nghe chị amen. Thì chúng ta mới đuổi nó được. Anh em biết rằng Chúa Giê-xu đã không làm theo sự thách thức của nó. Amen. Amen. Chúa Giê-xu không thể hiện Ngài là con Đức Chúa Trời để thất bại. Nhưng Chúa Giê-xu là Adam thứ hai đến để thắng. Amen. Thắng sự cám dỗ. Vì cái đó mà chúng ta thấy sau đó mấy ngày thôi. Anh em muốn có quyền năng không? Anh em phải thắng sự cám dỗ. Nhiều người cần có quyền năng. Đức Thánh Linh đầy dẫy trên Chúa Giê-xu và dẫn Chúa Giê-xu vào sự cám dỗ. Nhưng Đức Thánh Linh chưa ban cho Ngài quyền năng liền đâu. Chỉ sau khi Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự cám dỗ 3 lần. Cho tôi nghe chị amen. Đặc biệt là đọc Luca đoạn 4. Thì Kinh Thánh nói gì? Sau khi Chúa thắng cơn cám dỗ cuối cùng là vinh hoa phú quý giàu có, sự vinh hiển của trần gian này, Kinh Thánh Chúa nói gì? Chúa Giê-xu trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen.
Anh em ơi, ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa, có nhiều tôi tớ của Chúa cứ chuyển giao. Anh em, sự chuyển giao mà nếu ta hiểu nhầm, coi chừng chết đó. Có nhiều người lạm dụng sự chuyển giao này và chuyển giao bài bà. Có nhiều con cái của Chúa không đắc thắng sự cám dỗ, nhưng thấy một người đầy ơn của Chúa kêu gọi lên, tôi đặt tay chuyển giao, và lên cũng đung đầu vào, phải không ạ? Và hắn ta biết điều gì xảy ra ở chỗ này không? Bình của họ không phải là bình mới. Amen. Amen. Họ là một con người thích ăn, thích uống, thích hưởng thụ hơn là thích đầu phục Chúa. Họ đung đầu vào. Và tôi tới của Chúa không hề hay biết đặt tay lên. Kinh Thánh Chúa nói rượu mới phải đổ vào bầu da mới, phải không ạ? Nếu không, anh em để ý câu này này. Có nhiều anh em biết câu đó mà không để ý phần sau. Đó là rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Nếu rượu mới đổ vào bầu da cũ, thứ nhất, bình nứt ra. Bình nứt là gì? Nó lên con người được đặt tay mà không chuẩn bị tấm lòng của mình. 10 người như 10 anh em. Thất bại hết. Đâm ra kiêu ngạo, đâm ra nổi loạn, đâm ra đặt tay người nào cũng chuyển giao. Chuyển giao sự sức giàu chữa lành. Anh em chỉ tôi một câu kinh thánh chỗ nào Chúa Giêsu chuyển giao sự sức giàu chữa lành cho các sứ đồ. Không có. Anh em tìm tôi một câu đi. Anh em tìm tôi một câu các sứ đồ đặt tay cầu nguyện và chuyển giao sự sức giàu chữa lành. Anh em tìm tôi một câu đi. Nếu tôi không cẩn thận, chúng ta mất mà chúng ta chết. Amen. Bình nứt, rượu đổ ra. Amen. Rượu nó đổ ra bên ngoài có là gì? Đặt tay người đó không nhận lãnh được cái gì cả. Và ta thấy sau đó mấy ngày Chúa Giêsu có quyền năng rồi. Chúa Giêsu vào nhà hội của người Do Thái, cho tôi nghe chưa? Amen. Tại đó có một con quỷ, nó nhập vào con người đó nhiều năm rồi. Nó cũng đi nhóm ngày Sa-bát. Nó đi đến ngay các thầy tế lễ người Pha-ra-si đọc kinh, đọc kinh luật, nhưng mà nó vẫn y nguyên, phải không ạ? Nhưng khi Chúa Giêsu xuất hiện, chúng ta thấy để ý, Chúa Giêsu xuất hiện, con quỷ la lên liền: Lạy Giêsu, con vua David, tôi biết ngài là ai. Amen. Anh em hiểu câu nói này không vậy? Bởi vì nó biết Chúa trong sự cám dỗ. Amen. 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 Nó biết con quỷ đã từng cám dỗ Chúa Giêsu về cái ăn, về tìm phép lạ, phải không ạ? Tôi nhân danh Chúa Giêsu và nói với hội thánh của Chúa, tôi tin Đức Thánh Linh, có nghĩa là tôi tin phép lạ vẫn còn xảy ra. Amen. Nhưng tôi không đi tìm phép lạ. Tôi không đi tìm phép lạ. Tôi tìm kiếm Chúa là đủ. Amen. Amen. Tìm kiếm Chúa đúng lời của Đức Chúa Trời, người đó sẽ kinh nghiệm những điều lạ lùng xảy ra từ Chúa. Nhưng thật đáng buồn, có nhiều con cái Chúa đời sống chẳng ra gì cả, chẳng đầu phục Chúa gì cả, mà cứ share hết cái trang của đại tớ này, trang của người hầu của Chúa kia. Tôi nhìn lại đời sống của họ, tôi buồn quá. Tôi buồn lắm. Bởi vì những người đó không biết Chúa là ai. Còn ma quỷ, cái thánh Chúa nói cho câu gì? Ma quỷ nó tin có Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà làm gì? Nó sợ hãi. Anh em, ma quỷ nó tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà nó sợ ngài. Amen. Ngày hôm nay chúng ta bao nhiêu người tin Đức Chúa Trời? Tôi nghĩ rằng ai cũng tin, đúng không? Có một mình Nghĩa không tin, cho nên Nghĩa không giơ tay thôi. Bé Linh Ý còn giơ tay này. Tôi xin lặp lại, bao nhiêu người ở đây tin có Đức Chúa Trời? Chúng ta có khiến ma quỷ sợ không vậy? À, đây là sự khác biệt nha. Đây là sự khác biệt. Chúng ta ai cũng nói mình tin Đức Chúa Trời cả, nhưng mà chính đời sống của chúng ta đã làm, không làm cho nó run sợ, bởi vì nó biết chúng ta là ai. Amen. Amen. Bảy đứa con trai của thầy tế lễ Sê-va, nó nhân danh Chúa Giêsu là đấng ai ạ? Đấng Phao-lô rao giảng, nó mượn Chúa Giêsu của Phao-lô, phải không? Còn đời sống họ nhân danh Chúa Giêsu trên miệng, những đời sống của các con trai thầy tế lễ Sê-va không có Chúa, cho tôi nghe chưa? Amen. Và khi nhân danh đuổi quỷ, quỷ nó biết mà, nó nói gì? Ê, tao biết Phao-lô là ai, có phải không? Nó biết Phao-lô là đấng từ bỏ. Amen. Nó biết Phao-lô là người tù của Đấng Christ. Nó biết Phao-lô là đầy tớ vâng phục Chúa cho đến chết. Amen. Nó biết Phao-lô là người khiêm nhường. Nó biết Phao-lô đã thắng những cuộc chiến chống lại nó. Amen. Và nó quay qua nó gì?
tao cũng biết tụi bay là ai nữa. Nó xong câu đó, nó nhảy vào, nó đánh 7 con trai thầy tử lễ Sư-phá, nó bầm mình, xé rách áo quần của những người đó, người chạy bắt bán sống, bán chết anh em. Anh em ơi, tôi muốn mở đề để chúng ta nhìn thấy rằng ai trong chúng ta cũng có sự yếu đuối. Và đặc biệt, đó là khi Eva, Adam phạm tội thì tội lỗi bởi một người, phải không ạ? Thì tôi nghe cho amen. Mà nó đi vào cả thế giới loài người này. Cho nên không ai trong chúng ta tránh khỏi tội lỗi cả. Khi ta còn lại bé nằm trong bụng mẹ thì chúng ta cũng được gọi là một tội nhân rồi, phải không ạ? David đã nói gì? Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Vì cái đó hỡi anh em, với chủ đề sáng nay, Đức Thánh Linh làm chúng ta mạnh mẽ. Ngài biết Ngài dựng nên tôi bởi giống gì? Ngài biết tôi và quý bà chị em đối diện với những điều yếu đuối nào. Vì cái đó Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô câu 16, ông nói gì? Xin Ngài tùy sự giàu có của vinh hiển Ngài. Nhiều người nghèo á, đọc đến cái câu mà giàu có của vinh hiển thì họ mừng lắm. Họ nói rồi, mình trúng cái Chúa giàu có mà. Nhưng anh em, ở đây không nói gì về tiền bạc, cho tôi nghe chị amen. Ở đây nói về sự giàu có của vinh hiển. Chúng ta biết giàu có của vinh hiển không? Đó là Chúa làm cho những con người đã từng ở vũng buồn tanh hôi, không ai dám tiếp cận mình, không ai dám ngồi gần mình, không ai dám lấy mình làm chồng, không ai dám ngủ chung phòng với mình. Nhưng bây giờ chúng ta thấy 28 năm tôi làm cái mục vụ giải cứu này, biết bao nhiêu con người, như tôi vừa nói, sự vinh hiển của Chúa đã đầy dẫy trên họ. Amen. Trước đây họ miệng mở ra là một tiếng là chữ thề, hai tiếng là văn tục. Miệng mồm chỉ nói về thế giới này, xác thịt, thân thể này thì chích, hút, xăm, trổ, bày tỏ sự hung dữ. Amen. Cặp mắt của họ nó phản chiếu cái con quỷ của chết chóc. Nhưng Chúa Giêsu đến, Đức Thánh Linh đến, amen, amen, sự giàu có vinh hiển Ngài. Chúa đã chiếu sự vinh hiển của Ngài trên họ, giống như tôi đang đứng ở trong ánh sáng vàng này. Chúng ta thấy lung linh không? Lung linh không? Và nếu tôi bước ra khỏi vùng ánh sáng vàng này, chúng ta thấy gì? Tôi thui rồi. Thì tôi mượn hình ảnh vàng này là sự giàu có của vinh hiển Ngài. Chúa trang điểm chúng ta, khiến ta ai cũng thấy và ngạc nhiên là tại sao cuộc đời chúng ta được biến đổi như thế này. Thật tôi nghe chị amen. Nhưng thật đáng buồn, có những người đã đi với Chúa rồi, có những người đã ở trong trung tâm rồi, có những người đã nói mình vẫn biết Chúa, nhưng nhìn vào gương mặt của họ không một chút ánh sáng, không một chút sự giàu có của vinh hiển, không một chút sự cao trọng của Chúa. Amen. Amen. Họ cứ ngồi gần nhau là nói những cái chuyện của thế gian này. Như ngày hôm qua, trong lúc chờ ăn thì Thành và Hoàng nhà mình, Thành Hoàng trở thành Hoàng Thành, nói Võ Thiếu Lâm, Võ này Võ kia. Võ làm gì? Con nhìn cuộc đời của con kìa. Võ, Chúa mà không cứu con vào đây thì ngày hôm nay như thế nào? Võ. Rồi nói chuyện toàn thế gian, nó đua xe, rồi đâm rồi chém, chém ai? Anh tại sao ta không biết hổ thẹn khi nhìn về quá khứ của mình? Tại sao mình không mắc cỡ khi nhìn về quá khứ của mình? Mình lấy cái quá khứ để mình tỏ ra mình là ai? Đối với tôi anh em, cái điều đó nó nhục lắm. Chúng ta khoe về sự biết Chúa, xin đừng khoe, đừng nói những điều gì của thế gian này. Anh Hoàng, ngày hôm qua trong bàn ăn, tôi hỏi con đi mấy năm rồi? Dạ 2 năm. Anh tưởng tôi sẽ nói với thầy Tú cho về phép. Anh trả lời, dạ 2 năm hơn rồi. Nhưng mà rất là thích nói chuyện tào lao, rất thích nói chuyện gần với những anh em nào mà không thuộc linh. Và bây giờ chúng ta đi tiếp. Điều thứ nhất, Đức Thánh Linh là đấng giúp đỡ cho sự đuối chúng ta.
và Ngài làm chúng ta mạnh mẽ. Ở đâu ạ? Chúng ta đợi để chúng tôi câu 16 phần A. Nhờ Thánh Linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong người bề trong. Anh em, thế thì tôi hỏi anh em này, Đức Thánh Linh làm cho tôi mạnh mẽ ở đâu ạ? Làm cho thầy Tú mạnh mẽ ở đâu ạ? Làm cho Thanh mạnh mẽ ở đâu ạ? Làm cho Phát mạnh mẽ ở đâu ạ? Làm cho Tiến mạnh mẽ ở đâu ạ? Làm cho Hoang mạnh mẽ ở đâu ạ? Làm cho hết thảy con cái của Chúa hôm nay chúng ta sẽ mạnh mẽ ở đâu? Amen. Anh em để ý nha. Mạnh mẽ nơi người bề trong. Tại sao Thánh Linh cho Phaolô ghi câu này ở đây? Mạnh mẽ nơi người bề trong. Anh em, có nhiều người chúng ta thấy bên ngoài họ mạnh mẽ không? Hello. Ồ, hỏi con yêu Chúa không? Con yêu chứ. Con thích đến đền thờ phượng Chúa không? Dạ con thích chứ. Con đi nhóm ở các hội thánh trong vùng này không? Dạ bố cho con đi liền. Nhìn bên ngoài họ mạnh lắm, nhưng anh em, Chúa nói Đức Chúa Trời không nhìn bên ngoài. Amen. 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 Đức Chúa Trời nhìn bên trong và Ngài lo cái con người bề trong của chúng ta nhiều hơn. Tại sao có những người ta ở đây chúng ta thấy đi, họ nghe lời Chúa, họ ghi, họ chép, họ học thuộc Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta thấy họ vẫn yếu đuối. Bao nhiêu người thừa nhận điều đó nè? Họ yếu đuối, họ thích sống chiều theo dục vọng, họ thích sống theo cái cảm tính của họ, họ thích sống theo cái tánh tình của họ, tánh khí của họ, họ thích sống theo cái lối sống vẫn là vũ như cẩn, là vẫn như cũ. Tại sao vậy? Bởi vì người bề trong của họ không có sức mạnh của Đức Thánh Linh. Người bề trong của họ không có quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Và khi người bề trong yếu thì tôi nói anh em rằng nó sẽ giúp chúng ta ngã đổ rất là nhanh chóng. Người bề trong là hình ảnh nói lên tôi và anh em là con cái của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 lời của Chúa phán rằng Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Amen. Anh em để ý, không phải người đi nhà thờ là con của Đức Chúa Trời, không phải người theo đạo Tin Lành là con của Đức Chúa Trời, cho đến khi nào Đức Thánh Linh làm chứng thành là con của Đức Chúa Trời. Khi vào đây tôi mới được biết là người anh em của chúng ta đã biết Chúa lâu rồi, ba mẹ đã theo Chúa lâu rồi, nhưng mà cuộc đời của Thành chưa biết Chúa. Đơn giản là gì? Mình là con của người theo đạo Tin Lành. Giống như tôi một lần có nói, Chúa nói với tôi là con mục sư, nhưng con phải là con của Đức Chúa Trời. Và với điều đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Amen. Tôi đã đến nói với Chúa rằng con không phải là con Đức Chúa Trời, mà để là con Đức Chúa Trời tôi phải được tái sanh. Cho tôi nghe chị amen. Thế thì anh em tập trung vào và để giùm tôi. Đức Thánh Linh lấy quyền năng của Ngài làm cho mạnh mẽ nơi người bề trong của chúng ta. Bao nhiêu người cũng đã từng thấy nhiều người theo Chúa bằng cái miệng không? Họ nói nghe hay lắm. Họ nói nghe hay lắm. Họ nói rất là hay. Đôi khi vì cớ đụng chạm một con người nào đó, Chúa dùng chúng ta để có thể nói lời được Chúa Trời. Nhưng sau khi nói xong, trong lòng của chúng ta tự biết lấy, đó là mình vẫn còn rất là yếu đuối. Amen. Amen. Mình không thắng được bản ngã xác thịt. Mình không thắng được cái ăn. Mình không thắng được nhục dục. Mình không thắng được cạm bẫy của tiền bạc. Mình không thắng được sự kiêu ngạo. Mình không thắng được cái tâm tánh của chính mình. Và đây là lời cầu nguyện của sứ đồ dành cho hội thánh của Chúa tại Ê-phê-sô. Ông xin Đức Chúa Trời tùy theo sự giàu có của vinh hiển Ngài. Amen. Xin Đức Thánh Linh lấy quyền năng của Ngài, cho tôi nghe chưa? Amen. Mà làm người bề trong của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Anh em ơi, đừng chối bỏ chức vụ của Đức Thánh Linh. Và sáng nay hãy biết Ngài cũng được gọi là Linh sẵn lòng trong Thi Thiên 51
xin hãy lấy linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Amen. Đức Thánh Linh sẵn sàng giúp đỡ cho sự yếu của chúng ta. Không ai ở đây đến mà nói Thánh Linh rằng Chúa Thánh Linh xin giúp đỡ cho sự yếu của con. Con muốn mạnh mẽ trước sự cám dỗ này. Con rất mạnh mẽ trước sự nản lòng này. Con muốn trở nên một con người đắc thắng trước những sự bỏ cuộc này. Xin giúp con đi Chúa. Mà nghe câu trả lời gì? Ta không giúp con nữa. Không bao giờ. Bởi vì Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài có tình yêu tha nhân. Cho tôi nghe chữ Amen. Ngài có tình yêu những người cần được sự giúp đỡ. Và chính tôi. Anh em, đến ngày hôm nay tôi vẫn nói với Chúa. Con cần Ngài giúp đỡ cho sự yếu đuối của con. Con thấy con yếu đuối trong sự cầu nguyện, Chúa ơi. Bao nhiêu người thấy giống tôi? Tôi phải nói một lời nữa là những anh em đang làm việc ở trong trung tâm, chúng ta rất yếu đuối trong sự cầu nguyện. Chúng ta rất yếu đuối. Dường như buổi sáng anh em không có thời giờ để cầu nguyện với Chúa. Tôi xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở và cáo trách những anh em đang làm việc. Và nếu các con không quay trở lại cái đời sống của sự cầu nguyện, thì các con là những người kiêu ngạo nhất thế giới này. Bởi vì các con làm việc Chúa mà các con đâu có nhờ Thánh Linh, mà các con nhờ cái xác thịt của chính mình. Hay là các con nói gì? Có thầy Tú, có thầy Hưng, hai thầy này cũng đang yếu đuối cầu nguyện nữa. Tôi không thấy anh em cầu nguyện. Rồi những anh em còn lại, như Huy, tôi chưa bao giờ thấy con người này cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ thấy Hoa cầu nguyện. Anh em dường như quá bận rộn với công việc mà tôi thấy anh em không cầu nguyện. Anh em, sau đó chúng ta nói về sự mạnh mẽ đó người bề trong. Amen. Chúa nói một thánh sạc đây rằng người mang tiếng sống nhưng mà là chết. Cầu nguyện được nói đến như là một hơi thở, và không anh em? Chúng ta thấy một người mạnh mẽ, hơi thở họ, một con người mạnh mẽ, hơi thở họ rất khỏe khoắn. Không có người mạnh mẽ nào tự nhiên đi ra trạm xá rồi cho tôi muốn thở oxy, không có đâu. Người cần trợ giúp thở oxy là người sắp chết đến nơi rồi, phải không ạ? Họ không tự hô hấp được. Và khi một con người không cầu nguyện được là người đó không tự hô hấp thuộc linh với Chúa được, amen. Người đó không kết nối được với Chúa. Nhiều con cái Chúa lắm anh em. Đi nhóm. Tiệc cưới đi. Cả đoàn cũng đứng hát. Đóng kịch vẫn đóng kịch. Mình làm cái gì? Làm thiện nguyện mình đi hết. Nhưng mà cái điều tôi vẫn đòi hỏi anh em, mà tôi muốn thấy từ nơi anh em, đó là đời sống cầu nguyện cách cá nhân. Amen. Mà tôi không thấy điều này. Tôi không thấy được điều này. Bởi vì giờ giấc anh em tôi để ý hết. Anh em buổi sáng dậy rồi đi ra vệ sinh cá nhân xong vô đọc châm ngôn. Có phải không? Đọc châm ngôn xong rồi chuẩn bị lo giờ tĩnh nguyện. Rồi nhóm buồn đâu khoảng 15-20 phút gì đó. Xong giải tán. Rồi ta đọc kinh thánh. Có khi chúng ta đọc mà chúng ta không cầu nguyện nữa. Phải không? Rồi đến 6 rưỡi ăn sáng. Hoặc là đến giờ tĩnh nguyện. Xong 7 rưỡi 8 giờ gì đó xuống ăn sáng. Ăn sáng vô. Lai vai. 9 giờ đọc kinh thánh đến 10 giờ. Và không cầu nguyện. Rồi đến ăn trưa xong ngủ một giấc. Đến 2 giờ 10 mới dậy. Cầu nguyện ở đâu? Rồi cầu nguyện xong ra, rồi có người làm cà phê uống, làm sữa uống, rồi tất cả mọi cái xong rồi nó chuyên. Rồi 3 giờ đọc kinh thánh đến 4 giờ. 4 giờ rửa chén. 5 giờ mấy, bắt đầu bếp núc, đá bóng, đá banh, tập thể thao. Tối ăn xong, rồi lại nhóm buồn. Anh em cầu nguyện giờ nào? Ngay cả những thầy đang có mặt ở đây. Anh em Đức Thánh Linh làm cho người bề trong của tôi và nên mạnh mẽ bằng đời sống cầu nguyện. Cho tôi nghe chưa? Amen. Giống như cái điện thoại.
Điện thoại dù có đẹp cỡ nào, sang trọng cỡ nào mà không sạc pin, amen, có là pin nó trống rỗng, là nó empty và không à, nó không có năng lượng ở đâu. Thì ai gọi đến thì cứ tò te tí te, điện thoại này đang ở ngoài vùng phủ sóng. Họ báo như vậy, chính họ cũng không biết là tại sao cái điện thoại này không kết nối được. Nhưng mà người dùng điện thoại đã biết rất rõ là tại vì chúng ta đã không sạc pin, amen. Anh em có biết rằng tại sao ta không kết nối được với Đức Thánh Linh không? Tại sao ta không kết nối được với nguồn quyền năng của Đức Chúa Trời không? Những ngày qua tôi có hát bài hát mới mà Chúa đặt trong lòng của tôi. Con cần sự hiện diện của Ngài ở trong con. Con cần sự hiện diện của Ngài ở trong con. Và tôi nói với Chúa rằng Chúa cho con biết được là làm thế nào để con đầy dạy sự hiện diện của Chúa ở trong con. Chúa nói gì? Khi con cầu nguyện nhiều, ta sẽ đầy dạy trong con. Khi con đọc lời của ta nhiều, ta sẽ đầy dạy trong con. Amen. Khi con thờ phượng ta nhiều, ta sẽ đầy dạy trong con. Khi con có sự kính sợ ta mỗi ngày, ta sẽ đầy dạy trong con. Khi con có đức tin mạnh mẽ, ta sẽ đầy dạy trong con. Còn anh em thì sao? Anh em, nếu ở đây chúng ta không lớn lên bằng sự nhờ cậy Chúa, nhờ Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện, ta ở đây mà không cầu nguyện được, chúng ta về với gia đình, chúng ta gần vợ mình, gần con cái của mình, việc làm, tôi nói anh em rằng cái việc ngã là cái chuyện sớm chiều. Có phải không? Có phải không? Ở đây mà chúng ta không xây dựng được đời sống cầu nguyện, không nhờ Thánh Linh của Chúa làm mạnh mẽ chúng ta cầu nguyện, mạnh mẽ chờ đọc Kinh Thánh, mạnh mẽ sự tương giao với Chúa, sự gắn liền với Chúa, thì chúng ta đi đâu mà chúng ta nói rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ nào? Cho nên em, Đức Thánh Linh làm mạnh mẽ những người bề trong của tôi. Sư đồ Phaolô ông đặt kinh nghiệm được đời cho ông nói gì? Dù người bề ngoài có hư hoại, nhưng ông không quan tâm người bề ngoài em ấy. Nhưng ông nói chúng ta này, người bề trong cứ đổi mới, càng ngày càng hơn. Anh em, tôi thấy người bề trong của anh em không được đổi mới, mà người bề ngoài chúng ta đổi mới hơi nhiều. Dạo này tôi thấy shipper chạy ra chạy vô trung tâm này nhiều quá, áo quần nhiều quá. Chúng ta mua sắm nhiều quá. Bây giờ chúng ta nhìn thấy Phaolô cầu nguyện xin Ngài từ sự giàu có vinh hiển Ngài nhờ Thánh Linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong người bề trong. Anh em, ma quỷ rất sợ người bề trong của tôi và anh em mạnh mẽ. Nó sợ lắm. Nó rất sợ. Nó rất sợ. Chúng ta biết Samson tại sao ông tái ngã không? Chúng ta thấy ông có sức mạnh không? Ông một tay không giết sư tử. Một cái hàm lừa ông đánh cả quân đoàn của Philippines, phải không? Nhưng ông đã không thắng nổi sự cám dỗ về tình dục. Mà nhiều lần chứ phải một lần. Tại sao vậy? Bởi vì ông sống, ông lạm dụng thần của Đức Giê-hô-va hay là sự sức giàu của Chúa trên ông, amen. Amen. Mà ông không chuẩn bị cái người bề trong của ông. Và cuối cùng ông đã thất bại. Phi-rơ trước ngày lễ ngũ tuần, ông nói hay lắm, ông mạnh mẽ bên ngoài không anh em? Ồ, rất mạnh mẽ bên ngoài, đúng không ạ? Ồ, Chúa Giê-xu nói gì? Khi các ngươi đi ra, các ngươi nghe người ta nói ta là ai? Ồ, nhiều sứ đồ nói, có người nói thầy Eli từ khi sống lại, thầy Giăng Báp-tít cũng sống lại, thầy là tiên tri này, thầy là tiên tri nọ. Chúa Giê-xu nói, đó là các ngươi nghe người ta nói về ta, còn các ngươi nói ta là ai? Phi-rơ rất nhanh miệng phải không ạ? Ông mạnh mẽ không? Ông mạnh mẽ bề ngoài lắm. Cái mạnh mẽ bề ngoài nói lên cái cá tính của con người đó, đúng không? Anh em hiểu điều tôi nói không vậy? Tôi không bao giờ bị đánh lừa bởi cái sự mạnh mẽ của ai đó mạnh ở bên ngoài. Bởi vì tôi đã cầu nguyện với Chúa điều này, xin cho con nhìn thấu bên trong của họ. Phi-rơ nhanh miệng lắm, mạnh mẽ lắm. Chắc thầy, Ngài là đấng rít con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giê-xu khen phải không ạ? Nhưng mà sau khoảng 5 phút thôi, Chúa Giê-xu nói gì? Thầy sẽ đến Jerusalem, thầy sẽ bị bắt bớ trong tay các đại thầy lễ cả, thầy sẽ bị đánh, thầy sẽ bị đập, thầy sẽ bị giết chết, 3 ngày sau thầy sẽ sống lại. Phi-rơ nói gì? Thầy, em nói đi.
em có quả sầu riêng này, em để riêng cho thầy. Đêm Phi-rơ sẽ đem Chúa riêng làm cái gì? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Chúng ta thấy cái cách mà Chúa Giê-xu nói, hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui đằng sau ta, là Chúa cho ta biết là người bề trong của Phi-rơ cực kỳ yếu đuối. Anh em có ai đó những ngày quan tâm mạnh mẽ bằng cái mồm miệng của chúng ta đó, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Vì cái đám follow của nó tiếp gì? Ai nói mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Tôi mạnh lắm, amen. Ngay cả tôi giảng cho nên tôi giảng rất mạnh mẽ. Nhưng mà nếu chính tôi không tự giữ mình và không lo để cứ người bề trong của tôi, thì tôi không ngoại lệ. Amen. Cho nên anh em làm gì thì làm, hãy để ý đến người bề trong của chúng ta. Nếu không anh em, nhiều người té ngã, cứ đứng lên rồi ngã xuống. Gia đình của chúng ta nói cái thằng này bao nhiêu lần rồi. Bởi vì chính ai đó đã không biết rằng con người bề trong của chúng ta nó quan trọng hơn người bề ngoài. Amen. Và chúng ta không để ý, và chúng ta không đủ sự khiêm nhường, và nói với Đức Thánh Linh rằng: Đức Thánh Linh ơi, ngày hôm nay con biết Ngài đang giúp đỡ cho sự yếu đuối của con. Con có sự yếu đuối này. Con có sự yếu đuối về giả hình. Con có sự yếu đuối về sự kiêu ngạo. Con có sự yếu đuối là con chỉ nói bằng miệng mà con không sống bằng người bề trong. Con có sự yếu đuối là con có khẩu tài, ai cũng tin con nói cả, nhưng Chúa đã dò xét trong trí và thử nghiệm trong lòng của con, Ngài biết rõ, rất rõ. Con có sự yếu đuối về tính dục. Con có sự yếu đuối về tiền bạc. Con có sự yếu đuối về kiêu ngạo. Con có sự yếu đuối về khoe khoang. Anh Hà, con có sự yếu đuối về ngủ gục trong giờ giảng. Chúa ơi, bây giờ con cần Ngài giúp đỡ để những điều này trở nên mạnh mẽ trong con ngày mẹ. Anh em, nếu chúng ta nghe bài giảng của tôi, đã nhiều lần tôi đến, tôi không giấu Chúa điều gì hết. Tôi có thể giấu nhà của tôi, tôi có thể giấu con gái của tôi có thể giấu anh em, nhưng đối với Chúa của tôi không hề giấu Ngài một điều gì cả. Bởi tôi biết rằng Ngài đã giúp đỡ cho sự yếu đuối của tôi. Amen. Điều thứ hai chúng ta học: khi một con người mạnh mẽ đến người bề trong rồi, thì câu 17 rất là tuyệt vời anh em. Hầu cho Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Anh em để ý câu này nha. Hầu cho Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Bao nhiêu người đã từng để ý, chúng ta hướng dẫn một người tin nhận Chúa, nhưng sau đó chúng ta để ý rằng Đấng Christ chưa thật sự ngự trong họ. Bao nhiêu người có để ý điều này không vậy? Có để ý điều này không vậy? Tôi để ý. Không phải tất cả anh em vào trung tâm này là anh em có Chúa ở bên trong lòng đâu. Dù anh em đã tin Chúa có sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng anh em để ý nè. Ở đây follow viết được sự mặc khải của Đức Thánh Linh, và tôi nhận sự khải thị này từ Chúa. Nếu chúng ta không chăm chú người bề trong đó linh hồn của chúng ta. Linh hồn của chúng ta cần phải được cứu. Amen. Amen. Và khi linh hồn hay là người bề trong ta mạnh mẽ rồi đó, thì sự mạnh mẽ nó người bên trong của chúng ta đó mới sản sinh đức tin. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Đức tin dám sống, trả giá từ bỏ mà theo Chúa. Cho tôi nghe chị amen. Đức tin dám sống dù ngày mai không có tiền. Dù chúng ta đau phục Chúa, biết rõ sự kêu gọi và không đi làm. Sự mạnh mẽ bên trong chúng ta sản sinh đức tin. Dù cha mẹ cấm ta theo Chúa Giê-xu, nhưng sự mạnh mẽ đến người bề trong này sản sinh ra đức tin của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Và chúng ta quyết định chọn lối đi cho chính mình. Hallelujah. Hallelujah. Anh em có thấy có những người giảng đức tin mà không sống bởi đức tin không? Hả? Hello. Có những người vẫn giảng đức tin nhưng không sống bởi đức tin. Có những người vẫn nói về đức tin nhưng không bao giờ sống bởi đức tin. Kinh Thánh cho nói gì? Bước đi chẳng bởi mắt thấy, nhưng bước đi bởi đức tin. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, tôi lặp lại, đức tin nó không phải tự nhiên mà có đâu anh em. Anh em hãy thử đi. Khi người bề trong của mình được mạnh mẽ, chúng ta mạnh mẽ trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta dừng lại đọc sách báo. Đọc sách báo cơ đốc là một chuyện tốt, đọc sách bù linh là một chuyện tốt, nhưng điều tốt nhất mà Mary đã chọn lựa đó là ngồi dưới chân để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Có những cuốn sách bù linh không có Đức Linh ở trong đó, chỉ là ý tưởng của con người. Hãy cẩn thận.
Cho nên bất cứ một cuốn sách nào thì tôi phải đọc trước, sau đó anh em bắt đầu mới đọc. Cho nên tại sao có những người đã đi với Chúa lâu năm mà không có đức tin? Bởi vì có mạnh mẽ trong lòng đâu mà có đức tin. Amen. Họ có mạnh mẽ với lời Đức Chúa Trời đâu mà có đức tin. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Amen. Mà sự người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Có nhiều người ngày nay thích nghe bác sĩ rao giảng về bệnh tật của mình mà không để thời gian để coi thử Đức Chúa Trời nói gì về bệnh tật của chúng ta. Chắc anh em còn nhớ là tôi bị tĩnh mạch hai cái chân của tôi đúng không? Có phải không? Mục sư Toàn là bạn của tôi làm chứng cho điều này. Tôi giảng ngày thứ bảy cho một hội thánh, sáng chủ nhật tôi đi không được vì cái chân tôi nó đau tĩnh mạch. Tôi chỉ cần để cái lòng bàn chân đụng dưới sàn nhà là nó đau lên tới não của tôi. Tôi đi mà coi như là gồng người lên để mà đi, đi cà nhắc như thế này. Tôi nhờ một sư Toàn giảng. Một sư Toàn nói gì? Anh không giảng đâu, em giảng đi. Tôi không buồn vì tôi biết rằng Chúa cho cái điều đó để gì? Thách thức tôi. Và anh biết gì? Khi tôi đứng tôi thờ phượng Chúa thôi, tôi hết lòng thờ phượng Chúa, tôi bắt đầu mạnh mẽ nên người bề trong bởi Đức Thánh Linh. Amen. Tôi hát bằng cả tâm linh của tôi dù nó đau lắm anh em. Nhưng đương lúc tôi bắt đầu thờ phượng Chúa, tôi bắt đầu nhún lên, tôi bắt đầu nhún chân lên, bắt đầu nhảy lên, bắt đầu nhảy mạnh mẽ lên, cái cơn đau đó biến mất. Và khi đến giờ giảng, tôi đứng lên tôi đi mà hội thánh ai nấy cũng trợn mắt để nhìn tôi. Bởi vì họ biết tôi vào phòng nhóm đi như thế này nè. Tôi còn vịn cái vai một sư Toàn, tôi đi cò một chân như này. Tôi đi vào phòng nhóm. Nhưng mà trong 20 phút trong sự thờ phượng Chúa, đức tin được sản sinh bởi vì người bề trong của tôi nhờ Thánh Linh làm cho tôi mạnh mẽ. Amen. Amen. Tôi lặp lại anh em, thức ăn đời này không làm cho người bề trong chúng ta mạnh mẽ đâu. Ly cà phê nó làm chúng ta tỉnh thức, nó không làm can dự đến người bề trong của tôi và anh em. Thức ăn đời này không thể làm chúng ta mạnh mẽ người bề trong được, chỉ là Đức Thánh Linh mà thôi. Amen. Amen. Và khi tôi lên đây, anh em nhớ đợt đó chúng ta học huấn luyện phải không ạ? Tôi đi không nổi, tôi phải nhờ Huy cõng tôi đi. Anh em còn nhớ điều đó không? Và tôi quyết định, bởi tôi cũng nặng, tôi thấy Huy cõng tôi tội quá, tôi quyết định không nhờ nữa. Và ngay cái buổi chiều hôm đó, tôi đã bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa cầu nguyện với Chúa, thật là đau đớn. Nhưng tôi đã quyết định nhờ cậy Chúa, và tôi đã được chữa lành ngay buổi chiều hôm đó. Amen. Và cho đến tận ngày hôm nay luôn. Và nhà của tôi biết khi tôi còn ở dưới thành phố, đau đớn một tôi lên cầu thang, tôi bò, tôi vừa khóc đó anh em. Tôi vẫn nói câu mà Gióp nói gì, dầu Chúa có giết tôi, con cũng nhờ cậy nơi Ngài. Tôi bò lên anh em, tôi vừa bò vừa khóc. Mỗi lần tôi tắm là một cực hình đối với tôi. Vợ tôi nói, để em chở anh đi khám. Tôi nói, không, anh quyết định nhờ cậy Chúa. Và quả thật, đức tin đã đem đến quyền năng của Chúa trên cuộc đời của tôi, amen. Amen. Có như vậy tôi mới làm chứng cho hội thánh của Chúa. Anh em thấy rằng Đức Thánh làm mạnh mẽ người bên trong của một con người thì chính Ngài cũng làm mạnh mẽ đức tin của tôi và anh em. Amen. Amen. Và bây giờ ta thấy Đấng Christ ở trong lòng chúng ta hay là ngự đến, ngự đến nó nói lên ảnh của ai anh em? Của vua đó. Đấng Christ đã được sức dầu để làm vua. Amen. Cái đánh chung một cái từ là ngự đến, ngự trong lòng anh em. Sự việc của vua, sự diện của Hamasia, sự diện của Messia, amen. Đấng được sức giàu anh em. Để được điều này, Đấng rít ngự trong lòng của tôi bằng cách nào đây? Bằng cách là Ngài thấy tôi có nhiều tiền phải không? À, Đấng rít ngự trong lòng của Nghĩa là bởi vì con là con của một người giàu có ở tại Cần Thơ hả? Đấng rít ngự trong lòng của thầy Tú là vì cớ thấy thầy Tú siêng năng, à, chăm sóc anh em tốt phải không? Đấng Christ ngự trong lòng của Huy bởi vì Huy là dân Đà Lạt phải không? Đấng Christ là ngự trong lòng của Thành vì có ba mẹ Thành là người con cá Chúa phải không? Không! Đấng Christ chỉ ngự trong tôi và anh em bởi đức tin. Anh em nhìn vào Kinh Thánh đi. Hãy đầu bạc nhìn vào Kinh Thánh. Mà có tiền nhìn vào Kinh Thánh. Có câu đó đúng không? Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Có đúng như vậy không anh em? Như vậy anh em này, nếu ai đó đang ở đây, nếu ai đó đang theo dõi sứ điệp này mà chúng ta chỉ là một người đi nhà thờ mà không có đức tin, thì hãy kiểm chứng lại coi chừng Đấng Christ chưa ở trong chúng ta.
Hallelujah. Hallelujah. Mà khi Đấng Christ không ở trong chúng ta rồi thì cuộc đời chúng ta vẫn vũ như cẩm thôi anh em ơi. Chúng ta không có khác gì hơn đâu. Chúng ta vẫn văn tục, chúng ta vẫn chửi thề, chúng ta vẫn hung dữ, chúng ta vẫn điêu ngoa, chúng ta vẫn lừa dối, chúng ta vẫn làm đau khổ gia đình của chính mình, chúng ta vẫn mệt mỏi, chúng ta vẫn chán chường, chúng ta vẫn sống đời sống đó là truyền kiếp về thất vọng. Và cuộc đời chúng ta không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Bởi vì tất cả mọi điều Chúa làm cho tôi anh em là bởi đức tin của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Amen. Như vậy chúng ta thấy điều thứ hai. Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của mỗi một chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta xem thử nhé. Chúng ta dỡ ra Cô Tô Nhất đoạn 15 câu số 3. Cô Tô Nhất đoạn 15 câu số 3. Xin lỗi Cô Tô Nhì, xin lỗi Cô Tô Nhì. Đoạn 13 câu số 5. Nguyện lời này tỉnh thức mỗi một chúng ta. Đừng nói rằng mình có đức tin, đừng. Chương dở Kinh Thánh. Con tôi nhì đoạn 13 câu số 5 tôi xin đọc hả? Chúng ta cùng nhau đọc chung đi ạ. 1, 2, 3. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Anh em để ý. Chúa bảo chúng ta xem thử mình có đức tin không? Anh em đừng nói với tôi rằng con có đức tin mà. Đừng. Việc để cho người khác biết rằng mình có đức tin hay không, mà chính mình biết có đức tin hay không, là sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ ở trong này. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em có nhiều người họ có đạo đức, nhưng mà đừng lấy đạo đức và nói rằng mình có sự hiện diện của Đấng Christ. Vì ở bên ngoài hội thánh vẫn có nhiều người có đạo đức. Amen. Đừng lấy học thức, đừng lấy địa vị và nói với mọi người rằng tôi là một người có Đấng Christ. No. Ở bên ngoài xã hội vẫn có nhiều người có kiến thức hơn chúng ta, có giàu có hơn chúng ta. Cho tôi nghe chữ amen. Họ làm thiện nguyện nhiều hơn chúng ta. Amen. Nhưng với quan điểm của lời Đức Chúa Trời, Ngài bảo mỗi một chúng ta hãy nghiêm túc rà soát, tra xem mình có đức tin chăng. Một ngày kia, mấy chục năm về trước, trước khi tôi bước vào một vụ này, tôi có được kiên cầu nguyện 7 ngày. Và trong sự kiên ngắn cầu nguyện đó, tôi đã hỏi với Chúa Thánh Linh để tìm kiếm điều này. Đó là xin giúp con để cho con biết rằng con có đức tin không Chúa. Và thật, tôi đã được Chúa chỉ ra, đó là đôi khi mình mạnh mẽ bằng cái miệng. Không phải không? Mình mãi bằng cái miệng mình nói lời của Chúa hay lắm. Nhưng mà đụng đến nan đề thử thách mình mất đức tin. Không có chút đức tin nào cả. Mà không có đức tin thì làm sao có Chúa Jesus Christ ngự trong lòng của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta thấy trên chiếc thuyền. Trong Mác đoạn 1 đó. Ta nhớ câu chuyện này không? Tôi kể em nhớ ngay. Chúa Jesus cùng các môn đệ của mình lên một chiếc thuyền đi ra giữa biển. Gặp một cơn bão phải không ạ? Đúng không ạ? Và chúng ta để ý nha. Để ý bối cảnh này. Chúa Jesus đang ở đâu trên chiếc thuyền đó? Chúa Giêsu đang ngủ ở nơi cái bánh lái đúng không ạ? Amen không ạ? Và chiếc thuyền bắt đầu sóng đánh. Vô lớn nhồi xuống. Anh em biết gì? Các môn đồ. Họ đánh thức Chúa. Thầy không lo chúng ta chết sao? Họ có đức tin không? Anh em, Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu đang ở đó với họ. Amen. Nhưng họ vẫn sợ chết. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn ở trong chiếc thuyền này. Cuộc đời là một chiếc thuyền phải không? Chúa Giêsu vẫn ở trong chiếc thuyền này. Nhưng khi chúng ta gặp thử thách, nguy khôn, gặp khó khăn, gặp bệnh tật, bác sĩ nói nan y chết chóc, lúc đó chúng ta thấy nè, chúng ta giống như các môn đồ, là chúng ta bắt đầu sợ hãi phải không ạ? Chúng ta bắt đầu sợ chết phải không ạ? Chúng ta bắt đầu lo phải không ạ? Có phải không anh em? Và Chúa Giêsu đang ở trên chiếc thuyền đó. Giống như Chúa Giêsu. Nếu mình nói là Chúa Giêsu ở đây, tại sao ta sống đầy dẫy sự sợ hãi và lo lắng? Và khi Chúa Giêsu được đánh thức dậy,
Chúa Giêsu quở trách gió, biển Chúa Giêsu hãy yên đi và lặng đi. Amen. Biển yên lặng như tờ và các môn đồ bắt đầu nói gì? Người này là ai? Anh em hiểu câu đó không vậy? Họ đi với Chúa một thời gian rồi. Amen. Amen. Nhưng họ chẳng biết Chúa Giêsu là ai. Họ hỏi người này là ai mà quyền năng ghê vậy? Lời nói làm cho biển ngưng lại. À, lời nói làm cho bão ngưng lại. Người này là ai? Còn Chúa Giêsu nói gì? Đức tin của các con ở đâu? Tại sao các con sợ? Chưa có đức tin sao? Anh em, họ thì nói là Chúa Giêsu là ai? Còn Chúa Giêsu quả trách họ. Tại sao các con sợ? Chưa có đức tin sao? Anh em dễ lắm, sáng nay chúng ta đang ngồi trong nhà thờ. Có thể chúng ta ở trong ca đoàn. Chúng ta có thể là người hướng dẫn thờ phượng. Chúng ta có thể là người phục vụ Chúa. Nhưng anh em, hãy coi chừng. Liệu chúng ta đã có đức tin chưa? Điều thứ ba là điều cuối cùng. Tôi lặp lại, mạnh mẽ đến người bên trong sản sinh ra đức tin của tôi và anh em. Và khi ta có đức tin rồi thì bắt đầu chúng ta thấy 17 phần B. Cốt để sau khi anh em đã chăm rễ lập nền trong sự yêu thương. Phần 3 đó là sau khi mình mạnh mẽ, xin lỗi, sau khi mình mạnh mẽ ở trong lòng, sau khi mình được có đức tin và đấng Christ ngự trong lòng của chúng ta. Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta để làm gì? Là đây là điều trước nhất anh em này. Chúa Giêsu đến cuộc đời của chúng tôi để làm gì? Chúa Giêsu đến trên cuộc đời của vợ tôi để làm gì? Chúa Giêsu đến cuộc đời của Phát để Phát làm gì? Chúa Giêsu đến trên cuộc đời của Huy để Huy làm gì? Chúa Giêsu đến cuộc đời của cô Hoa, trên Huyền, trên Nhã Ca, trên Tuyền, trên cô Vân, trên bé Cha để làm gì? Anh em chúng ta tìm được câu trả lời này. Và câu trả lời này nằm trong câu 17 phần B. Nó là gì? Cốt để sau khi anh em đã chăm rễ lập nền trong sự yêu thương. Anh em để ý, sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ ở trong lòng của tôi, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta đâm rễ lập nền. Chúng tôi nghe chị amen. Chăm rễ ra. Những ngày qua bao nhiêu người ở đây thấy tôi hay để ý những cái cây mà chúng ta bứng về trồng đó. Tôi coi thử nó có sống không. Và anh biết tại sao tôi biết nó sống không? Đó là tôi nhìn, tôi không nhìn thấy rễ nó nứt ra ở dưới bên dưới, nhưng mà tôi nhìn nó bắt đầu nứt mục, phải không ạ? Những cái mầm xanh đầy sự sống, nó bắt đầu một tí tiêu màu xanh, sau đó bung lên, sau đó phát triển lên, bây giờ có những cái ngọn nó cao như thế này. Và tôi biết rằng ở bên dưới nó đã chăm rễ ra. Amen. Amen. Anh em để ý, có nhiều người theo Chúa Giêsu hỏi rằng là Chúa Giêsu ở đâu? Nó Chúa Giêsu ở trong lòng. Nhưng mà thực sự họ chưa chăm rễ lập nền theo tình yêu thương. Amen. Họ vẫn cay đắng chị của mình, cay đắng em của mình, cay đắng bà con của mình, cay đắng những người làm tổn thương mình, hận thù những người làm hại mình, làm điều này, làm điều kia, vân vân và vân vân. Anh em, trong sự mặc khải của Chúa sáng sớm nay, vì tôi ngày hôm qua tôi muốn để cho thầy hướng dẫn, nhưng mà sáng sớm nay lúc 3 giờ tôi dậy thì tôi thấy trên cái trang Khải đăng lên là tôi là người giảng. Tôi nói Chúa ơi xong rồi, mà tối hôm qua con để cho Hân giảng mà Khải bây giờ đăng hình con giảng rồi. Nếu mà con không giảng thì những người đang thích nghe lời của Chúa họ sẽ nói rằng là tại sao con nói dối. Và tôi gặp Hân lúc đó là gần 6 giờ. Tôi nói Hân, sáng nay bố thấy Khải đăng lên rồi, bố giảng cho nên để bố giảng đi con. Và tôi phải vào cấp tốc, anh em biết, 4 giờ sáng tôi dậy, 3 giờ mấy tôi dậy rồi, 4 giờ tôi cầu nguyện xong, 5 giờ tôi bắt đầu bước vào phòng, bắt đầu tôi ngồi tôi suy gẫm lời của Chúa. Và tôi nên nói với tôi một điều, như điều Chúa Giêsu dạy, các con hãy yêu nhau. Các con hãy yêu nhau. Các con hãy yêu nhau. Cốt tại điều đó mà thiên hạ nhìn biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Giêsu không dạy các con hãy có nhiều tiền đi để người thế gian này biết các ngươi là môn đồ ta không? Hay các con có nhiều học thức đi không? Mà Chúa Giêsu bảo các con hãy yêu nhau. Anh em biết gì? Nếu người ngoài chúng ta chưa yêu được, chúng ta chưa bàn, nhưng vợ chồng mà chúng ta đâm ra cay cú, ghen ghét nhau, hận thù là đau đớn lắm. Rồi cha con, mẹ con huyết thống với nhau phải không? Có phải không? Mà chúng ta cay cú, chúng ta để trong lòng, có chuyện là nổ như mình vậy đó. Nổ là toàn những cái lời nói làm người nghe đến là bị tổn thương phải không ạ? Có phải không anh em? Và bây giờ lời của Chúa dạy chúng ta, sau khi mạnh mẽ đến người bề trong, sau khi chúng ta có đức tin, amen, nơi người bề trong mạnh mẽ rồi, nó
rồi, thì nói nếu là Đấng Christ ở trong chúng ta thì Ngài là Chúa của tình yêu, thì chúng ta phải đi theo Ngài. Amen. Giuđa đã từng phản bội Ngài, nhưng Ngài gọi là bạn. Amen. Ngài không gọi là mày. Ngài không giống như Hải dễ thương. Tôi sợ lắm, tôi đọc đến chỗ này tôi run lắm anh em. Khi Giuđa đến hôn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói bạn ơi, bạn dùng nụ hôn để phản con người sao? Chúa Giêsu mà hỏi lúc đó như là mày á hả? Mày có tin tao không? Anh em, đôi khi ngôn từ phát ngôn nó diễn tả được cái thái độ bên trong chúng ta. Đôi khi lời nói của chúng ta nó sẽ bày tỏ chúng ta có tình yêu hay không có tình yêu. Amen. Amen. Tôi càng đi với Chúa, tôi thích chọn tình yêu hơn. Tôi thích chọn ngôn ngữ của tình yêu hơn. Bởi vì tình yêu còn lại cho đến đời đời. Phép lạ rồi sẽ qua đi. Amen. Nói tiên tri rồi sẽ hết, nhưng tình yêu thương còn đến đời đời. Amen. Tình yêu nó còn đến đời đời các anh em. Chúa yêu chúng ta trên thế gian này, Ngài yêu cho đến cuối cùng. Và khi chúng ta bước vào thiên đàng, chúng ta gặp mặt Chúa đối mặt, và Ngài cũng nói rằng ta yêu con. Amen. Ta không ngưng nghỉ để yêu con. Amen. Amen. Ta vẫn yêu con. Chúa yêu chúng ta khi gặp nan đề, Chúa nói hỡi con, ta yêu con. Và khi chúng ta bình an, Chúa vẫn nói rằng ta yêu con. Amen. Khi ta cô đơn, Chúa vẫn yêu chúng ta. Khi ta có gia đình, Chúa vẫn nói rằng ta yêu con. Và ta yêu bằng một tình yêu đời đời. Ta yêu bằng một tình yêu mặc dầu và chưa hề bỏ con bao giờ. Amen. Amen. Và anh em, Chúa bảo chúng ta điều thứ ba. Phaolô đã từng nói, còn có ba điều này. Ai đọc được ba điều nào? À, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó đó là tình yêu thương. Vì tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Hội thánh của Đấng Christ trong những ngày sau cùng này, tôi thấy Chúa buồn lắm, bởi vì hội thánh thiếu tình yêu thương. Chúng ta có thể thiếu tiền bạc, chúng ta có thể thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng một điều chúng ta không được phép thiếu, amen, đó là tình yêu thương. Bởi vì Chúa Giêsu nói các con hãy yêu nhau, vì cốt tại điều đó mà thiên hạ nhìn biết các con là môn đồ của ta. Và tình yêu thương được mặc khải ở đây là gì? Một ngày kia tôi được mặc khải điều này và tôi thích lắm anh em. Tôi rất là thích. Tôi sẽ tìm điều này để tôi cho anh em coi. Anh em chờ tôi một chút xíu. Đây là hình mà tôi tự vẽ. Ôi, trong sự mặc khải của Chúa. Chúng ta thấy điều gì ở đây không? Thấy điều gì ở đây không? Thấy không? Tôi hỏi nên không trả lời ta. Chúa ơi, họ đang bị gì? Mắt họ đang có vấn đề hay sao? Con hỏi không ai trả lời cho con hết. Ta thấy gì ở đây không? Hả? Ta thấy gì đây không? Thấy gì đây không? Thập tự giá, thập tự gió. Gió à? Ừ. Thầy Tú thấy gì đây không? Anh ấy biết rằng tiếp câu 18, xin mời thầy Tú đọc lên câu 18 đi. Dạ. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chú nói với tôi rằng khi đi mua nhà đó, hay mua đất, chúng ta sẽ hỏi câu đầu tiên đất nếm rộng bao nhiêu. Amen không ạ? Thì chú nói rằng đâm rễ lập nền trong sự yêu thương, đến nỗi chúng ta biết bề rộng của sự yêu thương là bao nhiêu. Amen. Bề rộng của sự yêu thương là cái gạch ngang màu đỏ này. Rồi gì bề gì nữa? Bề dài. Chúng ta thường nói là cái miếng dài, miếng đất dài bao nhiêu? À, cái căn nhà đấy, căn nhà nó dài bao nhiêu? Amen không ạ? À? Amen không ạ? À? Thì cái chiều dài là chiều bóng này. Cái chiều bóng, những cái chữ màu, xin lỗi, cái gạch màu xanh đó. Rồi gì? Chiều cao. Bề cao. Rồi, bề cao. À, mua cái nhà nó bề cao bao nhiêu? Amen không ạ? À? Thì bề cao là cái gạch đỏ. Đúng không ạ? À? Đúng
Rồi chiều sâu nói lên sự sâu nhiệm của tình yêu thương qua thập tự giá. Khi tôi bị đau khổ đó, khi tôi bị người ta nói không tốt về mình, khi tôi bị người ta nói những điều không đúng về mình, tôi thường thường ngước nhìn và luôn luôn hình nhìn cái thập tự giá trước mặt tôi. Vì tại đó tôi biết được bề rộng, bề ngang, bề cao, bề sâu của tình yêu thương là thế nào. Amen. Amen không ạ? Và khi chúng ta đối diện với thập tự giá, đó là nơi tình yêu của Chúa được đổ xuống. Tôi được mặc khải, tôi vẽ hình ảnh này. Tôi định nhờ một họa sĩ có thể giúp tôi vẽ bức tranh này để diễn tả được quyền năng của tình yêu, sự mầu nhiệm của tình yêu thương. Amen. Amen. Anh em, tất cả, nếu Chúa Giêsu chữa lành, nếu Chúa Giêsu giải cứu, Chúa Giêsu mở mắt người đuôi, Chúa Giêsu khiến người ta sống lại, mà Chúa Giêsu không chết trên thập tự giá thì không có gì để nói cả. Nhưng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá. Đây là hình ảnh của tình yêu thương. Amen. Và cuối cùng, trong điều thứ ba này, tôi muốn nói anh em nghe một điều. Xin mời con đọc câu thứ 19. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trội hơn mọi sự không biết. Hầu cho anh em được đầy đầy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Amen. Anh em để ý, trong câu này có hai điều rất là quan trọng. Hai điều rất là quan trọng. Hầu tình yêu thương hay là sự yêu thương trỗi hơn mọi sự thông biết. Có câu đó không anh em? Khi một con người bắt đầu mạnh mẽ nơi người bề trong, một con người có đức tin và đấng Christ ngự trong lòng, amen, và một con người bắt đầu đi theo hình ảnh của đấng Christ, đi theo dấu chân của Ngài, đó là tình yêu thương cho các bạn chị, amen. Anh em để ý, thì người đó sẽ có một đời sống đó là hiểu những điều mà những người khác không hiểu, trỗi hơn mọi sự thông biết. Amen. 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 Anh em, tôi cần điều này. Và Chúa nói với tôi rằng nếu con cần điều này thì hãy bước đi theo sự yêu thương. Hallelujah. Có những cậu học trò đã từng nói gì? Tại sao bố cứ nhận cái người này, nhận đi nhận lại vậy bố? Cái thằng này nó đâu có khao khát Chúa đâu mà bố cứ nhận đi nhận lại. Tôi im lặng, tôi không trả lời. Nếu tôi có trả lời tôi nói gì? Bố nhận vì cớ Chúa là sự yêu thương. Anh em có muốn trỗi hơn mọi sự thông biết không? Anh biết là những người học thức á, họ nói gì? Tôi giỏi hơn bạn vì tôi có bằng cấp này, tôi có chứng chỉ, tôi có học vị này, tôi là kỹ sư này. Nhưng anh em, chúng ta phải thắng họ, đó là luật yêu thương cho tôi nghe chị, amen. Có những người họ có học vị, họ bác sĩ, họ kỹ sư, họ có thể làm những chức vụ rất là cao trọng, nhưng chúng ta thấy rằng họ không có tình yêu thương. Hallelujah. Họ không có tình yêu thương. Tôi và anh em phải đi theo cái dấu chân của Đấng Christ. Điều thứ hai trong câu 19 đó là gì? Hả? Phần B là gì? Amen. Khi một con người đầy dẫy tình yêu thương thì con người đó sẽ đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị, amen. Cho tôi nghe chị, amen. Anh em, càng về những ngày sau rốt này, nhân loại cần tình yêu thương. Ba mẹ chúng ta cần tình yêu thật của chúng ta. Amen. Amen. Bởi vì chúng ta đã từng làm khổ ba mẹ rồi. Chúng ta vẫn nói ba mẹ con yêu ba mẹ, ba mẹ cho con đi lần này đi, con hứa là con sẽ từ bỏ. Nhưng chúng ta về lại không từ bỏ, chúng ta làm khổ ba mẹ nhiều hơn. Như vậy chúng ta chưa có đấng Christ, chưa có tình yêu thương của Ngài. Hallelujah. Anh em, khi một con người có tình yêu thương, người đó vượt trội lên tất cả mọi sự hiểu biết của trần gian này, và người đó sẽ đầy dẫy mọi sự của Chúa. Amen. Amen không ạ? Anh em muốn có quyền năng không? Hãy có tình yêu thương. Anh em muốn có ân tứ được tin không? Hãy có tình yêu thương. Anh em muốn được Chúa sức chầu mới trên ta không? Hãy có tình yêu thương trong chăm sóc, trong sự giúp đỡ, trong sự huấn luyện, trong sự nâng đỡ, trong sự khích lệ những con người khác nhau. Amen. Amen. Anh em có muốn Chúa gọi chúng ta là bạn không? Hãy trở nên một con người có tình yêu thương. Như vậy sáng nay tôi kêu gọi anh em. Đức Thánh Linh là đấng rất là quan trọng. Tôi vẫn tin Đức Thánh Linh. Không biết hội thánh của Chúa có tin Đức Thánh Linh hôm nay không? Ngài là đấng giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Đừng để Ngài ở một bên. Bởi vì Ngài đã được sai đến để ở trong tôi và các bạn. Để làm gì? Để giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Không ai ở đây mà dám nói rằng chúng ta mạnh mẽ suốt cuộc đời này cả. Amen. Có thể giờ này chúng ta rất mạnh mẽ.
Nhưng ta trên đường chúng ta đi về nhà, có chuyện buồn xảy ra, chúng ta bắt đầu yếu đuối. Thì đó là lúc mà chúng ta nói Thánh Linh rằng: Thánh Linh ơi, con mới nghe sứ điệp này, sau này xin giúp con mạnh mẽ. Tôi trước đây là một con người bạc nhược lắm anh em. Tôi không thích đứng trước đám đông. Tôi luôn luôn có sự mặc cảm sâu sắc trong lòng của tôi vì hoàn cảnh và gia thế của gia đình tôi. Cái chữ nghèo đó đi với cuộc đời của tôi suốt cái đoạn trường rất là dài. Cho đến khi tôi được bắt tên Đức Thánh Linh lại thật mở ra trong cuộc đời của tôi. Và tôi đã nhờ Thánh Linh giúp tôi thắng hơn sự mặc cảm. Amen. Và Ngài đã giúp tôi thắng hơn sự mặc cảm. Amen. Ngày tôi đứng trước một con người giàu có, tôi không xấu hổ. Cái điều quan trọng là tôi có đấng Christ. Amen. Cái điều quan trọng là tôi là người mạnh mẽ ở trong lòng. Hallelujah. Tôi không còn biết bất cỡ là gì. Tôi không còn biết khổ thẹn là gì. Tôi không còn biết thua thiệt với ai là gì. Amen. Dù trình độ tôi mới cấp 3 thôi, tôi không được bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhưng đứng trước những thạc sĩ, những tiến sĩ, tôi không có bày tỏ là mình run rẩy gì đâu. Bởi điều quan trọng đó là tôi có đấng Christ là giáo sư ở trong cuộc đời của tôi không? Amen. Tôi có Thánh Linh là giáo sư đại tài trong cuộc đời của tôi hay không mà thôi. Amen. Và tôi có tình yêu để giúp đỡ những con người nghèo khổ. Tôi có tình yêu để giúp đỡ cho những người xa cơ thực thế. Tôi có tình yêu, chúng ta có tình yêu để giúp đỡ những con người cần được giúp đỡ. Tình yêu sẽ thay đổi số phận những con người đau khổ. Và đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Đó là xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta, để chính Ngài làm mạnh mẽ người bề trong của chúng ta trước nhất, không phải mạnh mẽ bên ngoài. Và anh biết rằng khi một con người mà đã mạnh mẽ bên trong đó, thì Kinh Thánh Chúa nói lòng đầy dẫy miệng sẽ nói ra, phải không ạ? Họ nói ra sự chân thật, họ nói ra tình yêu thương. Dù có bị la, dù có bị cố trách, nhưng mà tình yêu thương, họ sẽ nói ra những phước lành, họ sẽ nói ra những ơn lành, họ sẽ nói ra những ơn phước, họ sẽ nói ra lời của Đức Chúa Trời. Anh em hãy mời gọi Thánh Linh. Như tôi nói, Ngài có một chức vụ, đó là giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Thứ hai, sự mạnh mẽ của người bề trong sẽ sản sinh ra đức tin ở trong đời sống của tôi và anh em. Và đức tin này khiến đấng Christ ngự trong lòng của tôi và anh em. Đây là điều quan trọng hơn bao giờ hết anh em. Nếu ta không có đức tin, đấng Christ không ngự đâu anh em. Ngài không thể nào ngự đến với cách là vị vua, một đấng được sức dầu gọi là Messiah ở trong chúng ta đâu. Tôi cần sự hiện của Ngài. Tôi cần sự hiện của Ngài. Hãy nói với Chúa là con cần sự hiện của Ngài, đấng Christ ơi. Và sau khi đấng Christ ngự đến rồi, thì chúng ta hãy trở nên giống Ngài. Vì Ngài là Chúa của tình yêu. Ngài là Chúa tình yêu. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Tầm quan trọng của sự yêu thương đó là vượt quá mọi sự hiểu biết, và chúng ta đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đầy đủ những thuộc tánh của Ngài, sự thánh khiết, sự thành tín, sự công chính của Đức Chúa Trời, ân tứ của Đức Thánh Linh, sự sức dâu của Đức Thánh Linh, sự hiện diện của Ngài. Đó là những điều của Đức Chúa Trời sẽ đầy dẫy trong mỗi một chúng ta khi chúng ta có tình yêu thương. Hỡi Hội Thánh Chúa, hãy cầu nguyện để người bề trong của chúng ta phải mạnh mẽ. Để ai đó những ngày qua ta mạnh mẽ bề ngoài, như là một sự phô diễn, như một hình thức gì đó, thì giờ này chúng ta hãy cúi mình xuống trước mặt Chúa ạ. Mình xuống mặt Chúa và nói với Chúa rằng: con cần sự mạnh mẽ từ sự giúp đỡ Thánh Linh Ngài nơi người bề trong của con. Linh hồn con cần điều đó. Hỡi Chúa, xin giúp chúng con. Xin giúp chúng con, Chúa. Xin giúp chúng con, xin giúp chúng con, để hết thảy chúng con là những người có tình yêu thương của đấng Christ và là nhân chứng của tình yêu Ngài, Chúa ơi. Để mọi người nhìn biết chúng con là môn đồ của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Xin thăm viếng chúng con giờ này. Chúa, khi chúng con có tình yêu của Đức Chúa rồi, chúng con sẽ có sự hiện diện của Ngài. Khi chúng con có tình yêu Đức Chúa rồi, chúng con sẽ có ân tứ của Đức Thánh Linh. Khi chúng con có tình yêu của Ngài, chúng con sẽ có quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con thiếu những điều này vì những ngày qua
Chúng con đã không có tình yêu như Ngài đòi hỏi chúng con cần phải có. Là Chúa xin giúp đỡ cho con và anh em con. Hỡi Chúa, xin hành động Chúa ơi. Xin hành động trong chữa vòng chúng con. Ô kakarama khoti kete kete kakarama. Shabalala kakarama khoto khoto khoto. Shabakata kata kata karama kharaba khoto khoto. Shamata kata kata karama khoto khoto shakarama. Xin dùng lời của Chúa để thanh tẩy chúng con. Xin dùng lời của Ngài sáng nay để thanh tẩy chúng con, để sửa sai chúng con, để làm mới mỗi đời sống của chúng con, Chúa ơi. Đừng để con nói cho con biết Ngài mà chúng con vẫn là người yếu đuối từ bên trong. Đừng để cho con nói cho con biết Ngài mà chúng con không có sự gì của Đấng Christ ở bên trong. Đừng để cho con nói cho con biết Ngài mà chúng con không đắm rễ lập nền theo sự yêu thương, Chúa ơi. Chúng con chưa phản chiếu được hình ảnh của một Chúa Trời đầy tình yêu của Ngài ở trong mỗi một chúng con, hỡi Chúa. Chúng con biết ơn Ngài, Chúa ơi. Xin chạm đến chúng con bằng lời của Ngài hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì lời của Ngài hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.